Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2022. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 9, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm khá mạnh ở các thương hiệu. Theo đó, phiên hôm nay, giá vàng SJC được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giảm từ 50 cho đến 150.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng ghi nhận mức giảm so với thời điểm sáng nay, hiện đang giao dịch ở quanh mức 1.665 đô la Mỹ. Giá vàng tiếp tục chịu áp lực từ đồng đô la và trái phiếu chính phủ của Mỹ tăng cao. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 65.800.000 đồng một lượng, chiều bán 66.620.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 65.800.000 đồng một lượng, chiều bán 66.550.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn khi ở chiều mua đứng tại mức 65.950.000 đồng một lượng, chiều bán 66.550.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 600 cho đến 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm thấp hơn so với tại SJC. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 65.800.000 đồng một lượng, chiều bán 66.600.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự khi ở chiều mua đứng tại mức 65.800.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.600.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên trước đó. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 65.850.000 đồng một lượng, chiều bán 66.600.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 90.000 đồng một lượng ở chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 100.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 65.870.000 đồng một lượng, chiều bán 66.590.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và 150.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.050.000 đồng một lượng, chiều bán 66.450.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank không có sự thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 65.500.000 đồng một lượng, chiều bán 66.500.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay không có sự thay đổi ở cả hai chiều mua bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên trước đó. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 19.398.000 đồng một lượng đến 50.450.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 21.398.000 đồng một lượng đến 51.350.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, vào thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.667,1 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 6 đô la với tỷ lệ 0,37%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.655 đô la Mỹ và cao nhất 1.678 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 19.100 đô la Mỹ một đồng, tăng 3,47%. Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện đang đứng tại mức 111,068 điểm, giảm 0,25% trong phiên. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 3,556% một năm,
tăng 0,68% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 83,770 đô la Mỹ một thùng, tăng 0,92% trong phiên. Thưa các bạn, giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu trong phiên ngày hôm nay và duy trì ở dưới mức 1.670 đô la Mỹ. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 48.600.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 18 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 2.800.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới phiên hôm nay ngày 22 tháng 9 suy yếu với giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 8 đô la về mức 1.666 đô la Mỹ. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 hiện đang ở quanh ngưỡng 1.673 đô la, giảm khoảng 2 đô la Mỹ so với phiên ngày hôm qua. Trước đó, giá kim loại quý này đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 2,5 năm do kỳ vọng tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tuy nhiên, vàng sau đó đã bù hết các khoản lỗ ban đầu do Fed gây ra và tăng hơn 1%. Giá vàng đã tăng mạnh sau những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell về suy thoái và mức tăng lãi suất không ngoài dự kiến. Trước đó, thị trường đã nghĩ đến khả năng Fed sẽ tăng lãi suất toàn phần 1%. Cũng chính vì thế, mức 75 điểm cơ bản được xem là một bước đi có tác động tích cực đến kim loại quý. Tại cuộc họp, Ủy ban Thị trường và Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Fed đã công bố Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi suất quỹ chính thêm 0,75% lên phạm vi cao nhất kể từ đầu năm 2008, là từ 3 cho đến 3,25%, trong nỗ lực giảm lạm phát đang có vấn đề. Các quan chức của Fed cũng phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lãi suất của quỹ liên bang chạm mức 4,6% vào năm 2023. Bình luận về các đợt tăng lãi suất tích cực tại cuộc họp báo diễn ra sau đó, Chủ tịch Fed ông Powell nói rằng một giai đoạn nền kinh tế tăng trưởng dưới đường xu hướng là rất có thể xảy ra, cùng với đó là điều kiện thị trường lao động mềm hơn. Ông Powell nói, không ai biết liệu quá trình này có thể dẫn đến suy thoái hay không và mức độ suy thoái sẽ nghiêm trọng như thế nào. Điều đó sẽ phụ thuộc vào việc áp lực giảm giá nhanh như thế nào và liệu chúng ta có nhận được nhiều nguồn cung lao động hơn hay không. Ông Powell cũng nói rằng có thể sẽ tăng thêm 125 điểm cơ bản trong năm nay, bao gồm mức tăng 75 điểm cơ bản vào tháng 11 và 50 điểm cơ bản khác vào tháng 12. Tuy nhiên, với các mức tăng lãi suất tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát và việc làm được công bố trước khi cuộc họp chính sách diễn ra. Tại đây, ông Powell cũng truyền thông điệp rằng Fed sẽ vẫn quyết tâm hạ nhiệt lạm phát xuống mức mục tiêu đề ra là 2%. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm vậy bằng cách tăng lãi suất cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có Fed, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang đồng loạt thắt chặt chính sách tiền tệ để đối phó với áp lực giá cả đang tăng nhanh. Kể từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 90 ngân hàng trung ương tăng lãi suất, trong đó một nửa đã tăng ít nhất 75 điểm cơ bản mỗi lần. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới sẽ có biến động nhưng không mạnh. Bởi phiên hôm nay, thị trường tiếp tục đón nhận mức tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh và đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ. Do đó, phiên ngày mai thứ Sáu ngày 23 tháng 9, giá vàng trong nước khả năng vẫn trong xu hướng đi xuống. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.